Manchester United đánh rơi lợi thế quá lớn trong trận đấu với Galatasaray ở lượt 5 vòng bảng Champions League. Dù dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1 nhưng Quỷ Đỏ lại bị gỡ hòa 3-3 vô cùng đáng tiếc. Sau trận hòa này, đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag tiếp tục xếp cuối bảng A với 4 điểm, kém hai đội xếp trên là Galatasaray và Copenhagen 1 điểm. Câu lạc bộ thành Manchester có nguy cơ rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Theo lịch, ở lượt đấu cuối, Manchester United sẽ đối đầu với đội bóng mạnh nhất bảng là Bayern Munich trên sân nhà Old Trafford. Trong khi đó, Copenhagen đón tiếp Galatasaray trên đất Đan Mạch. Điều đáng buồn là Manchester United không còn quyền tự quyết ở lượt đấu cuối. Ngay cả khi giành chiến thắng trước Bayern Munich, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag vẫn có thể bị loại nếu cặp đấu Galatasaray và Copenhagen có kết quả thắng thua. Chỉ có duy nhất một kịch bản giúp Manchester United lách qua khe cửa hẹp. Đó là họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước Bayern Munich và đồng thời hy vọng trận đấu giữa Galatasaray gặp Copenhagen kết thúc với tỷ số hòa. Ngay cả ở điều kiện cần, Manchester United chưa chắc làm được. Bởi lẽ, Bayern Munich mạnh hơn hẳn so với phần còn lại ở bảng đấu này. Trong trận lượt đi, Hùng Xám đã đánh bại Manchester United với tỷ số 4-3. Dù cho Bayern Munich đã giành vé đi tiếp nhưng họ cũng không dễ bị đánh bại. Sau trận đấu với Galatasaray, tội đồ Onana đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội. Thủ thành người Cameroon đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua thứ hai của Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, anh còn phản ứng chậm trong bàn thua thứ ba của câu lạc bộ.